với cái tuổi như mình như thế này thì cái việc yếu sinh lý nó cũng là một cái quy luật thôi, đúng không ạ? Nhưng không phải đâu các bạn ạ. Vấn đề không phải là tuổi, mà tôi được rất nhiều các bạn trẻ chia sẻ và tâm sự rằng các bạn cũng yếu sinh lý. Tại sao lại có thể có cái chuyện như thế nhỉ? Thì tất nhiên là do cái cuộc sống, do đời sống, rồi do sinh hoạt, do ăn uống, do rất nhiều thứ mà nó sẽ tạo cho con người ta có những cái gọi là cái bệnh lý như vậy. Và rất nhiều người cũng băn khoăn là không biết giải quyết, cải thiện cái vấn đề này như thế nào. Có người thì đi tìm tới sản phẩm nọ, sản phẩm kia, và ngay bản thân tôi cũng thế, cũng đi tìm hiểu rất nhiều sản phẩm và sử dụng rất nhiều các cái sản phẩm. Nhưng mà gọi là cải thiện được thì nó không đáng là bao nhiêu, và thậm chí là cũng không giải quyết được vấn đề gì cả. Trong lúc tôi đang lúng túng, không biết tìm cái sản phẩm gì để mà giải quyết cái bệnh của mình và cải thiện cái bệnh của mình, thì tôi được xem một cái chương trình trên VTV2 với lại một cái sản phẩm, đó là Xuân Dược Vương. Cái sản phẩm này lại được một số báo rất là có uy tín giới thiệu trên báo nữa. Ví dụ như là Sức Khỏe Đời Sống này, rồi là Expert này, rồi là 24 giờ này, rồi nhiều báo khác nữa. Có thể nói đấy là một trong những cơ sở mà tôi có thể gọi là có cái niềm tin để tin vào cái sản phẩm đó. Thì cũng rất hay là có một hôm tôi ngồi với nghệ sĩ ưu tú Chí Trung, một cái ông em trong nghề, thế và cũng chia sẻ tâm sự, thì Chí Trung cũng lại giới thiệu cái sản phẩm này. Tôi bảo thôi, thế thì đây là những cái cơ sở để mà mình có thể mình xem xét, mình nghiên cứu. Qua tìm hiểu thì tôi thấy đây là một cái sản phẩm được chiết xuất từ những cây dược liệu rất là quý hiếm, như là nhục thung dung tham túc, và đặc biệt là được một bác sĩ trên 30 năm nghiên cứu và bào chế ra cái sản phẩm này. Rồi là cái sản phẩm này thì tôi thấy rằng là có rất nhiều người đã dùng, và người ta cũng đã có những cái phản hồi rất là tốt, thậm chí người ta còn tặng quà cho nhà sản xuất, cho bác sĩ nữa. Thì đấy là những cái cơ sở mà tôi tạo cho tôi một cái niềm tin để tôi dùng thử. Và quả nhiên khi tôi dùng 5 ngày thôi các bạn ạ, bắt đầu đã có hiệu quả rồi. Và tôi không còn cái tình trạng là đi tiểu đêm nhiều, hay có tình trạng mất ngủ, hay là cái tình trạng mà nó gây cho mình những cái tính mà nó cứ bực bội, khó chịu, rồi cáu gắt. Thế và nó rất nhiều những cái gọi là ảnh hưởng cho cái công việc của mình, và đặc biệt tức là nó ảnh hưởng rất lớn tới cái chuyện chăn gối vợ chồng, tới cái gọi là cái tình dục. Thì khi tôi sử dụng cái sản phẩm này mới 5 ngày thôi tôi đã thấy cải thiện rồi, và tôi tiếp tục sử dụng nó trong vòng 1 tháng nữa, thì quả nhiên là cái hiệu quả nó lên rất rõ ràng. Và lúc này tôi không giấu gì các bạn, bây giờ yêu say đắm, yêu rất là mạnh mẽ. Đấy là cái điều mà tôi rất là phấn khởi. Và những cái bệnh khác như là tiểu đêm, như là đau lưng, như là mệt mỏi, như là cáu gắt, tất cả thế thì tôi đã hoàn toàn được cải thiện. Tôi cảm thấy rất hài lòng với sản phẩm Xuân Dược Vương. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.